Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Đã quay trở lại với kênh Family Federer Cuộc Sống của Thụy Sĩ. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về chủ đề là vệ sinh cho bé các bạn ạ. Vệ sinh chấm 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 cho bé. Xin lỗi các bạn là mình sẽ nói tắt cái từ này ấy, là vì YouTube với các bạn. Nếu mình mà làm nội dung về đó mà những cái từ mà không nên nói hoặc là không nên ấy thì sẽ bị quét ngay lập tức các bạn nhá, sẽ bị lỗi nội dung ngay lập tức các bạn ạ. Cho nên là mình hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề là vệ sinh trước khi thay bìm cho bé các bạn ạ. Là vì cái video này mình làm á, thực sự mà nói khán giả rất là mong muốn mình làm cái video này lâu lắm rồi các bạn ạ. Cách đây là từ cái khi bắt đầu mà mình mời đăng lên rất là mấy cái video thay bìm cho bé bên kênh Con Lai Thụy Sĩ ấy, thì rất là nhiều khán giả, rất là nhiều luôn các bạn ạ. Các mẹ và các chị, thậm chí là người nước ngoài luôn các bạn ơi, đã gửi tin nhắn vào trong Gmail của mình rất là nhiều, và bên kênh Facebook của mình và Zalo của mình nhá, để xin rằng là nếu có thể thì mình hãy giúp họ làm một cái video đầy đủ hơn về cái cách mà thay bìm và phòng chống hâm tả cho bé hay là gì gì đó. Thì hôm nay mình xin phép các bạn sẽ làm tổng thể một cái video này luôn nhá, gửi đến tất cả các cái mẹ đang có em nhỏ và đang đang rất là lung túng khi thay bìm và làm như nào để chăm sóc khi thay bìm cho bé để không bị hâm. Thực sự mà nói, bé của nhà mình thì bây giờ mới có 2 tuổi thôi các bạn ạ, nhưng cháu đã mặc bìm từ cái khi mà cho đến giờ thì mình vẫn chưa bao giờ là dừng bìm cho con trước khi đi ngủ ấy các bạn. Và những cái giờ đi ngủ, còn ban ngày chơi thì không cần các bạn ạ. Ban ngày vì bây giờ lớn rồi á, thì ban ngày chơi thì bé đã có thể tự ý thức được là đi vệ sinh ở đâu rồi. Còn khi đi ngủ thì bé phải dùng bìm các bạn ạ, đi ngủ hoặc là đi chơi ở đâu đó ấy. Cho nên là mình sẽ dùng bìm cho con đó. Cho nên các bạn để ý rằng là nếu mình làm những cái video liên quan đến thay bìm là dùng KKI của mình, là làm sẽ giống như kiểu giúp khán giả hiểu về cái cuộc sống của mình ở bên này hơn, về cuộc sống mà giống như kiểu là mình có con mòn con nhỏ ấy, ngoài những cái lúc mà chơi nhời ra thì mình còn có là phần sự của một cái người mẹ đó các bạn ạ. Cho nên mình cảm thấy rất là vui khi khán giả ấy ủng hộ mình rất là nhiều về cái những cái video liên quan đến thay bỉm thay tả cho bé. Cho nên hôm nay mình sẽ sẵn sàng, mình đã hỏi chuyện với ông xã mình nhé, thì ông xã mình đồng ý cho mình làm cái video về vệ sinh trước khi mặc bỉm cho bé các bạn nhé. Thì tất nhiên là mình sẽ phải che bớt đi những cái phần mà không không ấy thì mình phải che bớt đi, nhưng hy vọng rằng là khi mình nói tiếng Việt Nam thì các bạn không biết là ở nước ngoài ấy thì các bạn có thể nhìn vào đó và làm theo mình hướng dẫn được không. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm video vệ sinh cho bé trước khi mặc bỉm các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái chậu các bạn nhé. Thực ra mà nó ở bên này cái chậu mà để rửa vệ sinh cho bé thì không có các bạn ạ. Kiểu là mình hay rửa trong trong nhà vệ sinh luôn đấy, cho nên là không không có cái chậu ấy. Nhưng mà mình đã dùng cái chậu này là cái chậu làm đồ ăn của mình, nhưng mà chắc là từ nay mà dùng xong, hello, từ nay mà dùng xong cái chậu này là sẽ không đem đi làm đồ ăn được nữa các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ xả nước vào đây các bạn nhé, xả nước vào trong cái chậu này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào để đi vệ sinh bìm cho con nào các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ đây nè, làm vệ sinh cho bé các bạn nhá. Ăn con nào, chạy chạy khắp nhà luôn cả nhà. Cái này nó ngủ ấy dễ làm hơn. Phải lên mẹ thương không? Nhanh, con ướt đồ cho ướt bây giờ này. Ôi trời ơi, chắc là phải giữ lại rồi các bạn ơi. Đấy, nhanh 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 đi con nào. Đây các bạn ơi, thực sự mà nói bất đắc dĩ lắm mình sẽ làm cái video này luôn các bạn ạ. Các bạn trước tiên á, vệ sinh cho con các bạn như là chuẩn bị một cái chậu nước ấm nhá, giặt khăn nè. Đó, các bạn như là giặt khăn các bạn nhé, cẩn thận ông đổ nó phát đấy chứ. Ok, đây thì các bạn như lau cho con nhé, vì bé nhà mình ấy là nó lớn rồi cho nên là đi vệ sinh là thường thường vào buổi sáng, mà bây giờ mình làm cho con vào buổi tối các bạn. Tranh ra con ông tối chứ. Các bạn nhé, như là phải lau thật là sạch cho con ở bên dưới á. Em bé nhà mình lớn rồi ấy thì không đến kem hâm tả nữa các bạn nhé. Còn các bạn có em bé nhỏ thì các bạn nhớ rằng là phải trước khi dùng bỉm ấy, lau xong sạch thì các bạn như bôi qua một một lớp kem hâm tả các bạn nhé. Chân là các bạn ạ. Đó. Hoặc là phân rôm các bạn ạ. Nhưng mà em bé nhà mình lớn rồi ấy, cho nên là cái da của bé cũng rất là ok. Bây giờ vệ sinh xong rồi, bây giờ mặc bìm các bạn nhá. Các bạn mặc bìm cho con thôi các bạn ạ. Bây giờ cái em này hôm nay là mình ép lắm đấy các bạn ạ, không là bình thường là chạy chạy khắp nhà đó các bạn ơi. Nào, nâng mông lên nào. Đó. Tay.
Bây giờ là trước khi đi ngủ rồi đấy các bạn ạ. Bên mình bây giờ đã chuẩn bị đi ngủ rồi đấy các bạn ạ. Cho nên là mình sẽ thay cho con. Bình thường ấy, bình thường mà trước khi làm video là mình đã rửa ray sạch sẽ. Con nào? Trước khi mà làm video là mình đã tắm rửa sạch sẽ cho bé rồi, sau đó vào mình làm video cho các bạn xem, cho nên là mình bỏ qua cái bước là vệ sinh cho bé. Nhưng hôm nay thì buổi chiều là các bạn, bé cũng đã tắm rồi các bạn ạ. Hôm nay thì buổi chiều thì bé cũng đã tắm rồi ấy, cho nên là bây giờ là yêu cầu của khán giả đã rất mong muốn mình làm cái video như này. Thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Đó, như này thôi, đơn giản lắm các bạn ạ. Con bé thì rất là vệ sinh, rất là đơn giản các bạn ạ. Còn con gái thì các bạn phải chú ý hơn một chút các bạn nhá. Đó, là như nhá. Ví dụ như mà nếu mà có con gái hay là con trai của các bạn đang rất là bé thì các bạn như rằng là hãy vệ sinh xong. Hãy vệ sinh xong, sau đó các bạn như thoa kem chống hâm tà. Tiếp tục là các bạn như thêm phần rôm các bạn nhé. Đó, để cho an toàn là bạn đảm bảo rằng là con mình sẽ không bị hâm và không bị bí, là vì các cái trẻ nhỏ hơn ấy thì mặc bỉm rất là nhiều, và còn những em bé thì da rất là mỏng manh, cho nên là hay sẽ bị hâm tả nếu mà dùng lâu. Còn như bé nhà mình như này thì từ vài ba tiếng là mình thay rồi các bạn ạ. Buổi trưa thì trong ngủ 2 tiếng thì ngủ dậy là mình đã thay và rửa cho con sạch sẽ đấy các bạn, nên là không có vấn đề gì về hâm tả cả. Còn nhưng khi nhỏ thì mình rất là mình thay thường xuyên luôn các bạn ạ. Gọi là tầm đầy bị một cái là mình đã thay xong, mình đã rửa. Nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam đấy các bạn ạ, thì mình vẫn dùng, nhưng mà mình sẽ dùng những cái nước mà truyền thống để mà rửa cho con khi mà mới sơ sinh ấy các bạn. Khi em bé nhà mình mới đẻ thì mình đã dùng nước trà xanh các bạn ạ. Nước trà xanh hoặc là lá trầu, nước mình đun lá trầu lên ấy. Xong bắt đầu là mình lấy đâu mình rửa cho con, vệ sinh cho con trước khi mặc bỉm các bạn ạ. Vì mình sợ bị hâm ấy, là vì á, khi sơ sinh các bạn như rằng là trẻ mặc bỉm hầu như là 24 trên 24 luôn á. Mặc xong một cái nồi xoẹt ra, cho nên là rất là nhiều. Nhưng mà trên miệng rằng là bé của mình hai đứa từ khi nhỏ cho đến giờ không bao giờ bị hâm. Đấy, mà cây mà để mà kháng khuẩn cho bé tốt nhất đấy, ngoài thuốc ra thì có đó là lá trầu không các bạn ạ. Lá trầu không các bạn đun nước lên, bỏ một chút muối xong các bạn rửa cho con. Kể cả con không bị hâm hay là bị hâm, các bạn cũng rửa như thế, cả con gái hay con trai đều rất là sạch sẽ các bạn nhé. Da của bé sẽ luôn được dùng như kháng khuẩn đấy, như kiểu là cái nước trong nước trầu không hoặc là nước lá chè xanh nha các bạn. Thì nó có cái chất gì đó nó rất là tốt, giống như kiểu là nó vệ sinh, kiểu nó kháng khuẩn luôn, giống như kiểu một cái chất diệt khuẩn các bạn ạ. Mình gọi là đúng là nó là một cái chất diệt khuẩn. Cho nên là nếu các mẹ mà có em bé trước khi mặc bỉm cho con ấy các bạn, thì các bạn như là dùng các cái loại nước đó, hoặc không là nếu mà những cái nơi mà không có lá trầu hoặc là không có lá chè xanh mà mình hay đun để nước làm nước uống chè xanh đó các bạn á, thì các bạn có thể là dùng nước ấm bình thường thôi cũng được, dùng như mình hiện tại như này này. Nhưng các bạn phải lau thường xuyên cho con và phải đi thoang thoảng một chút, không phải là giờ nào mình cũng đong bìm là đồ là trời nóng các bạn nhé. Còn mùa hè thì mùa đông thì không sao các bạn ạ. Mùa đông ấy thì thời tiết nó mát và nó rất là lạnh mà, thì mặc thì nó sẽ không bị hâm giống như mùa hè. Nhưng mà các bạn như mùa hè thì các bạn nên làm như vậy nhé, trước khi các bạn rửa vệ sinh cho con ấy. Vì con lớn rồi thì không sao, nhưng mà các em bé mà dưới 1 tuổi các bạn là luôn luôn phải lưu ý như là các mẹ rằng là phải các mẹ phải luôn luôn vệ sinh cho con này. Rồi á, trước khi vệ sinh thì các bạn giống như kiểu dùng những cái nước mà nước truyền thống của Việt Nam ta, như mình nói, nước chè xanh, nước lá trầu ấy các bạn. Những cái nước này diệt khuẩn rất là tốt các bạn ạ. Đó, cho nên là các bạn dùng, các bạn đun rồi để ấm này mà lau cho con. Nhưng các bạn trước đun là bỏ muối vào các bạn nhé. Muối cũng đừng có mặn quá, muối vừa vừa thôi các bạn ạ. Thì nó rất sát khuẩn rất là tốt luôn. Ok, bây giờ mình dừng video ngày hôm nay tại đây nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ gia đình nhà mình. Mình cảm ơn thực sự rất là nhiều luôn các bạn ạ. Và hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được cho các mẹ trẻ có em bé nhỏ và chưa có kinh nghiệm thay bỉm cho các bé. Thì hôm nay mình làm cái video này gửi tặng đến tất cả các mẹ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhá. Nếu các bạn có thắc mắc điều gì thì xin các bạn hãy comment dưới video ấy, mình sẽ kiểm tra rồi mình sẽ trả lời các bạn nhá. Nếu không thì các bạn cứ check vào trong và Gmail của mình nhé, thì mình luôn luôn kiểm tra các bạn nhé. Ok, các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.